Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Buổi chiều ngày hôm nay em Trường đã tiếp tục về một số mẫu mới dòng Toyota Innova phân khúc 8 chỗ ngồi, giá tiền là từ 200 cho đến 500 triệu cho quý cô bác cũng như quý anh chị có cái sự lựa chọn phù hợp với kinh tế gia đình của mình. Vâng, về em và quý cô bác anh chị theo dõi kênh của em Trường đã biết rồi, em Trường chỉ dùng một kênh YouTube chính của tôi, Trường Xe Cũ Bình Dương, và em Trường dùng số điện thoại và số điện thoại cũng chính là số Zalo luôn 0972147247, mua bán trao đổi cái dòng ô tô đã quay sử dụng tại thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Quý khách hàng đang đi con xe 4 chỗ muốn đổi lên 7 chỗ, hoặc từ 7 chỗ máy xăng đổ qua máy dầu, hoặc từ máy dầu đổ qua máy xăng đời cao hơn, đời thấp hơn, bên em Trường nhận thu mua cồ cáp với giá cao nhất thị trường. Quý khách hàng mua xe chỗ khác mà bán lại chỗ đó người ta ép giá có thể bán cho em Trường, em Trường sẽ mua giá cao nhất cho cả nhà mình luôn. Vâng, một số xe, một số mẫu xe mà bên em Trường chiều nay cập bến đây, thì em quý khách hàng cố gắng xem hết video giùm em nha. Innova số tự động nè, 208 nè, số sàn nè, 207 nè, 2013 đăng ký lăn bánh 2014 nè, 2017 đời ca, 2017 lăn bánh 2018 có cân bằng điện tử nè. Rồi, thì em Trường sẽ đi sơ lược vào, rồi em sẽ quay chi tiết sau. Quý khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào cứ kết bạn Zalo, số điện thoại 0972147247, em Trường sẽ tư vấn tận tâm tận tình cho cả nhà lựa được một con xe phù hợp với gia đình của mình. Và không làm mất thời gian của quý bác và quý anh chị thì em Trường đi vào chi tiết luôn. Innova 2013 đăng ký lăn bánh 2014, xe đã qua form mới. Những chiếc xe bán ra thì bên em Trường bao chi phí rút hồ sơ gốc cho cả nhà, cả nhà yên tâm. Nếu quý khách hàng nào mà lần đầu tiên mua xe mà còn lăn tăn trong cái vấn đề gọi là sang tên đổi biển, em Trường có dịch vụ hỗ trợ nhà mình sang tên đổi biển chính chủ cà vẹt luôn, trên mọi miền tổ quốc luôn nha cả nhà nha. Và đây là mẫu Innova 2013 đăng ký lăn bánh 2014 màu ghi vàng. Xe rất là đẹp, sơn si căng bóng. Thì một con xe đã mua quay sử dụng thì không thể nào gọi là hoàn hảo được. Em Trường mua về thì gọi là làm đẹp cho cả nhà. Quý cả nhà cứ đến xem xe, chỗ nào không phù hợp thì em Trường sẽ làm đẹp cho cả nhà. Và em Trường nói sơ lược quay chiếc này là bản đủ nha, bản đủ nha cả nhà, Innova bản đủ nha. Đấy, đăng kiểm khá là dài, đến tháng 10/2023 xe được trang bị xi nhan gương. Và đặc biệt xe bên em Trường là những con xe được tuyển chọn với những đội ngũ lành nghề, những chiếc xe đẹp. Đấy, các bạn mua về là sử dụng. Xe bên em Trường là full đồ chơi cả nhà coi nè, từ cái bọt bước chân là giảm inox, lốp sàn 3D cả nhà thấy không đó, lốp sàn 3D nè, ghế nè, ghế may màu nâu kem với lốp sàn là chung một bộ combo. Đấy, trần con này là trần nỉ nè, màn hình là màn hình OLED định, có trang bị camera hành trình nè. Đấy, cả nhà coi đẹp chưa, vô lăng củ số bản đủ nha cả nhà, bởi vì bản đủ nó được trang bị thêm sấy sưởi kiến nè, gạt mưa sâu, lẫy cửa chrome đó, lẫy cửa chrome nha. Đấy, xe rất đẹp cả nhà ơi, nội thất màu nâu kem nhìn rất là mới luôn. Đấy, mới len ken xe ven cho cả nhà mình đó. Cả nhà coi nè, từ lốp sàn, thảm sàn 3D, mọi thứ còn rất là đẹp đó. 2013 đăng ký lăn bánh 2014. Đấy, rửa mấy con kia đây, rửa ba con kia đó, rửa con này luôn. 2014 nè, đấy, form mới, xe cực kỳ đẹp nè. Chiếc này bên em Trường để ở nhà mình với giá 335 triệu nè, 335 triệu cho mẫu Innova bản đủ nha, 2013 đăng ký lăn bánh 2014. Cả nhà đừng so sánh với những con xe taxi dịch vụ nha, những con xe gia đình nó có giá với nhau hết rồi, xe cực kỳ đẹp. Và đây là mẫu Innova số tự động nha cả nhà, số tự động đời 2008 nha, form mới, hai túi khí. Số tự động là bản cao cấp nhất của dòng Toyota Innova, biển kiểm soát Đồng Nai 60K26595. Xe full đồ chơi, màn hình kem lùi xuyên nhanh gương đầy đủ hết. Đấy, cả nhà coi nè. Đấy, ghế thảm lốp sàn 208 đây. Đấy, phiên bản V nó có ghi chữ V. Đó, số tự động nè. Đấy, cả nhà coi nè, đẹp tuyệt đối nha. Đây nè. Đấy, vô lăng nè, túi khí nè. Số tự cách, số tự động nè, màn hình Android nè, cam hành trình, mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Và em Trường bán với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, rất là mềm cho cả nhà mình. Đấy, nội thất mới sẵn dùng, khách hàng thấm âm thanh lo súp đàng hoàng. Đấy, số tự động phiên bản V, Innova 2.0 phiên bản V. Đấy, bản đủ sấy sưởi kiến, gạt mưa sâu đầy đủ hết. Cả nhà mà giá thành thì cực kỳ êm luôn. Đấy, chiếc này thì em Trường để cho nhà mình với cái giá yêu thương luôn, chỉ với 272 triệu thôi nha, 272 triệu cho mẫu Innova này.
Đó, nếu cả nhà mà nhanh chóng thì em Trường sẽ bớt lọc lấy cho cả nhà. Và một mẫu xe số sàn, số tiền vừa hơn 200 mà không phải taxi dịch vụ đây, Innova G đời 2007 nha. Ơ lộn, Innova G đời 2007 nha. Đấy, em Trường có Innova G 2, 6, 7, 8, 9, 10 luôn. Màu ghi bạc nha cả nhà. Đấy, xe em Trường bán ra là ba rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy, xe rất đẹp, bên em Trường là chăm chút từng cái sản phẩm của mình để gửi đến tay người tiêu dùng nha. Cả nhà coi nè, mâm phay rất là đẹp luôn. Đấy, 2007 nha. Đó. Với lại chú ý cái thằng Quang Huy cái này không? Đâu cái điểm nó còn cái đâu không? À, chỉ cho con bố lên cho thằng Quang Huy cái điểm đọc con 2018 chỉ nó đánh lên đó rồi. Đấy, cả nhà coi nè, 2007 phiên bản G đây, Toyota G đời 2007 nè. Đó, cả nhà coi đẹp chưa? Đấy, em Trường chăm chút từng cái sản phẩm, lốp sàn 3D, logo Toyota cho đến ghế, màn hình kem lùi. Đó, cả nhà nghĩ đây mua đâu một con xe mà vừa hơn 200 triệu mà đẹp như thế này. Đấy, phay, mâm phay rồi nè. Đấy, anh em đang lót sàn rất là đẹp. Sản phẩm này thì bên phiên bản G đời 2007 bản đủ thì rất là ngon. Chiếc này thì em Trường để nhà mình với cái giá là 235 triệu. Bao rút hồ sơ gốc, hỗ trợ bà con ra tên. Đó, bà con ra tên cái lô trực tiếp cho em Trường nha. Và đây nữa nè, đời 2012 nha. Đời 2012 phiên bản số sàn màu bạc phơm mới. 2012 nó có hai phơm nha, phơm đời đầu là phơm 2010 và phơm qua phơm 2013 là phơm E, là con này phơm E. Giá là 325 triệu. Một con xe gia đình, xin em. Đó, 325 triệu em Trường đang cho anh em rửa ráy nè, rất là sạch đẹp. Đó, xe full đồ chơi, con này có quay chi tiết rồi. Cả nhà vào kênh vào đây nè, con xe đời cao nè. Đây là một con xe đời cao đó cho cả nhà mình nè. 2017 đăng ký lăn bánh, 2018 Toyota Innova phơm mới màu đồng ánh kim. Em Trường có hai mẫu, một mẫu là 2017 đăng ký lăn bánh, 2018 là mẫu này. Biển 93-24269, con này gốc Sài Gòn. Quý khách hàng ở Sài Gòn về không tốn 20 triệu tiền phí sang biển, và mỗi tỉnh thành khác chi phí rơi vào tầm 6 triệu là sang tên chính chủ cao hẹn. Đấy, màu đồng ánh kim, xe không lỗi, bao chích hãng nha. 2017 đăng ký lăn bánh, 2018 chiếc này bên em Trường chào bán cho nhà mình với cái giá cũng cực kỳ yêu thương, full đồ chơi, lót sàn đầy đủ. Chiếc này thì bên em Trường để cho mình với cái giá là 515 triệu nha. 515 triệu, đó, full đồ chơi. Đấy chưa, đó, full đồ chơi nè. Đấy, cảm biến cân bằng đầy đủ hết, tiết kiệm nhiên liệu, eco, power mắt. Con này em Trường đỡ cho mình có giá 515 triệu. Quý khách hàng nào mà nhanh tay em Trường bớt 5 triệu còn 510 triệu. Đấy, có bớt có lọc lấy cho cả nhà khi đến cửa hàng của em Trường xem xe trực tiếp. Em Trường có con Innova 2018 biển Sài Gòn cũng đồng ánh kim, một chỗ mua mới từ đầu. Innova 2010 G. Đấy, phiên bản G là phiên bản đủ nha. Cả nhà lưu ý giùm em, phiên bản G là phiên bản đủ, màu vàng cát gốc Sài Gòn, biển 65-33511. Chiếc này em Trường bán với giá là 260 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy, con này rất là đẹp luôn, 2010 G cũng full đồ chơi, lốp sàn 3D, sàn bọng, màn hình đầy đủ hết nha. Em Trường bán 260 triệu thôi, bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy, 260 triệu thôi, 2010 phiên bản G, đồ chơi thì ngập tràn, 4 cái lớp mới tinh. Đấy, còn đây là 2014 E bản đủ nha. E bản đủ, xe này hai đời chủ, chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, chủ thứ hai là em Trường đứng tên 61K13677. Chiếc này E 2014 bản đủ em Trường bán nhà mình là 345 triệu, bao rút hồ sơ gốc. Nếu quý khách hàng mua trong tuần này em Trường bớt cho nhà mình 5 triệu còn 340 triệu, hỗ trợ sang tên nếu có nhu cầu. 2014 E bản đủ, xe rất đẹp. Đấy, bản đủ nó khác với bản chung nha cả nhà. Nó thêm ít chục triệu nữa mà đi con bản đủ nó ngon, chất lượng hơn. Đấy, đầm máy phân gầm đầm chắc chắn hết, đi rất là sướng nè. 2014 nha. Đấy, E bản đủ cũng lót sàn 3D, màn hình kem lùi, mọi thứ nó đầy đủ hết. Nói chung rất là len ken sờ ben luôn cả nhà ơi. Xe rất là đẹp luôn nè, 2014 E bản đủ nha cả nhà. Rồi, chiếc này em Trường bán là
340 triệu nha, bao ký giấy 345 triệu bao sang tên. Rồi còn rất là nhiều mẫu xe, em sẽ quay tiếp cho cả nhà. Còn nếu với khách hàng mà số tiền tầm hơn 200 thì đây cũng là một sự lựa chọn cho nhà mình. Innova G206, chiếc này thì cũng hai đời chủ, chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, chủ thứ hai là về Bình Dương. Tên cửa hàng của bên em, với khách hàng nào mua thì ra còn hồng công chứng, ký giấy mua bán hoặc là ký quyền gì đó thoải mái. Chiếc này thì bên em Trường đang bán với giá là 218 triệu nè. Đấy, ba rút hồ sơ gốc. Với khách hàng nào ký ủy quyền thì em Trường bớt 3 triệu, còn 215 triệu. Innova G206 nha. Đấy, chiếc này em Trường quay clip chi tiết rồi, G206. Thì cái dòng này thì nó chỉ có hai bản thôi, G và G là thiếu, G là đủ. Là bản G, bản G là bản thương mại, còn bản G là bản gia đình. Đấy, quý khách hàng lưu ý giùm em. Đấy, quý khách hàng mà cần quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Đấy, Innova G206 nè. Đấy, xe rất là đẹp nha. Còn nếu mà cần xe thích màu đen thì có em này, Innova G2 cũng phiên bản G đời 2008. Xe màu đen thì chắc chắn là 100% là không taxi, không dịch vụ rồi. Chất xe còn, mâm zin chưa phay, nước sơn zin còn lên đến 90%. Cọp thì không dám nói cọp, nhưng em Trường đảm bảo nhà mình là xe không đâm đụng, không taxi, không dịch vụ. Tại vì cái giá em Trường đỡ nhà mình rất là mềm, 208G màu đen, xe không lỗi, về sẵn dùng. Màn hình Android, đấy, mâm zin thì cũng đẹp xuất sắc, chứ không gọi là cọp beo gì hết. Đấy, màn hình Android, ghế nội thất màu nâu, xe đẹp, không taxi, không dịch vụ, bảo dưỡng tuần km ở trong hãng nha. Rồi, chiếc này em Trường có quay clip chi tiết ngày hôm qua rồi, cả nhà vào kênh xem lại giùm em. Và giá để cho nhà mình là 248 triệu, 245 triệu chứ, 245 triệu ba rút một xe gốc cho cả nhà. Hoặc là ký quyền thì bớt tiền. Rồi, và kế bên là mẫu xe Innova đời cuối 2012, form mới, biển 86-00901. Chiếc này thì không phải bàn nhiều, quý khách hàng mua cùng em đó, cùng em. Quý khách hàng có thể đưa bạn bè thầy thợ ra tới chích tết thoải mái, hoặc là ra hãng chích cũng được. 2012 bản E, một chỗ mua mới từ đầu, không taxi, không dịch vụ, một chỗ mua mới từ đầu nha. Đấy, xe này thì không bàn về chất, chỉ bàn về giá thôi. Chiếc này mua thì có thể là chạy ra hãng tết thoải mái, xe đẹp len keng, nối không với xe taxi dịch vụ đâm đụng, tiền nào của đó nha cả nhà. Tại vì cùng một đời mà có những chiếc là chưa tới 300 triệu, nhưng con này em bán tới 340 triệu lận. Thì cả nhà cứ tiền nào của đó, chứ không phải là chiếc nào cũng như chiếc nào. Đấy, cả nhà coi nha, Giai Vân nè, miễn bàn. Đấy, thì cả nhà cứ xem thử, nếu mà phù hợp, cảm thấy phù hợp thì ủng hộ giùm em. Tại vì là mua cao bán cao, mua thấp bán thấp nha cả nhà. 2012, một chỗ mua mới từ đầu, bản E đủ, đúng km, bao chiếc hãng. Đấy, chiếc này thì 340 triệu, có bớt lọc lá cho cả nhà, và bao rút hồ sơ gốc. Đấy, nếu cả nhà không muốn mua trúng xe taxi dịch vụ thì lấy em này. Đấy, alo trực tiếp cho em Trường, số điện thoại 0972147247 nha cả nhà. Cả nhà cứ quan tâm mẫu xe nào thì cứ vào kênh YouTube của em Trường Xe Cũ Bình Dương xem chi tiết nè. Rồi kết nối Zalo cho em Trường, số điện thoại 0972147247. Em Trường sẽ bắn định vị đi tới thật trực tiếp cửa hàng, hoặc là alo cho em để có cái giá tốt nhất nha cả nhà.